Vâng, em Tiến Hiền chào bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục với chương trình video lên cho bác một cái lô ấm siêu tốc bên em mới về. Đó, hàng mới về xong quá nhá. Đấy, dòng ấm siêu tốc của Casa Villa này. Đây thì hàng này nó của thương hiệu Casa Villa nhá. Casa Villa thì là một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức rồi. Đó, chuyên sản xuất những cái đồ gia dụng về dòng bếp núc rồi là ấm siêu tốc rồi các. Nói chung là những cái đồ gia dụng gia đình thôi nhá. Đấy, cực kỳ xịn sò và chất lượng. Đó thì em sẽ tí nữa sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá cho quý các anh chị về cái dòng sản phẩm này. Đó thì các bác có nhu cầu về cái dòng sản phẩm này cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em, số em để ở phần mô tả tiêu đề video. Em ở Tiêu Động Bình Lục Hà Nam nhé. Bác nào gần cửa hàng thì em có thể qua xem trực tiếp mua sắm. Đấy, trải nghiệm cho mình những sản phẩm nhất. Em sẽ đi vào quay chi tiết về dòng ấm này các bác nhé. Đây thì đây tổng quan một cái dòng ấm của đây các bác nhé. Đấy, cực kỳ xịn sò. Đấy, thương hiệu của Kasai Villa này. Đó, made in Germany nhé, made in Germany. Cực kỳ xịn sò, hàng của nó là hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức luôn nhá. Đấy. Con này thì cái dung tích của nó là 1.8 lít nhá. Đấy, dung tích 1.8 lít, một cái màu xanh. Một cái màu xanh này nhìn rất đẹp này. Đấy, màu xanh nhìn rất đẹp. Cái phần đây nó thiết kế dạng caro này. Đấy, nhìn nó có điểm nhấn và nó cầm nó không bị trơn trượt nhá. Đấy, cầm nó không bị trơn trượt. Con này thì cái phần tay cầm nó thiết kế là cũng chống trơn trượt luôn. Đấy, cầm nó rất là chắc tay. Đấy, nó đúc liền luôn này. Cầm rất là chắc luôn nhá. Đấy, cầm rất chắc luôn. Đó, nút bấm thì cái nút bật tắt này các bác nhìn này, nó rất là tiện lợi. Các bác ở đây này, các bác nó không cần phải với như những cái dòng ấm khác là các bác phải với, nhưng con này rất là tiện lợi luôn nhá. Đây, và cái nút của nó như kiểu dạng cảm ứng luôn nhá. Nên người già ví dụ nó tay yếu vẫn bấm bình thường. Đây. Đó, ngoài ra thì cái phần miệng ấm đây này. Đấy, miệng ấm thì nó là dòng thiết kế chống tràn. Đó, thiết kế chống tràn nhá. Đấy, thiết kế chống tràn rất xịn sò. Đó, thân ấm thì dòng này của nó là dòng thân ấm hai lớp nhá. Đấy, dòng thân ấm hai lớp. Một lớp inox bên trong và một lớp nhựa bên ngoài. Đấy, thân ấm hai lớp này thì nó có một sự an toàn rất là ok luôn. Đấy, các bác dùng nó không bị nóng ra ngoài. Đấy, hai lớp thì nó không bị nóng ra ngoài nhá. Các bác dùng nó rất là an toàn. Đấy, dùng các bác yên tâm là dùng rất là an toàn luôn. Đó, và ở đây thì đây này, ở đây là nó cái hiển thị về cái bóng báo đèn báo nó ở đây các bác nhá. Đấy, cái bóng báo đèn báo nó ở đây. Đấy, nên là các bác nhìn nó rất là dễ nhìn, không như những cái dòng kia được. Các bác phải cúi xuống vì nó để sát dưới này này. Đấy, các bác phải cúi xuống nhìn nó rất là khó nhìn, nhưng con này rất là dễ nhìn luôn. Đó đây. Đấy, nó thiết kế ở đây, nhìn các bác nhìn rất là dễ luôn. Đó, ngoài ra đây đi kèm là cái chân đế này. Đấy, chân đế cũng rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Dây này, đó, phích cắm rất to luôn nhá. Đấy, phích cắm rất to luôn. Đó, dây giếc ngon lành hết luôn nhá. Các bác nhìn cái phần đồng của nó này, các bác nhìn cái phần đồng này. Đó, hiếm khi được những con ấm mà nó có những cái đồng nó dày nha. Các bác nhìn này, cái đồng nó rất là dày nhá. Đó, cái đồng thau rất là dày, dày cộp luôn này. Đấy, như những cái dòng ấm khác là cái phần đồng này của nó rất là mỏng, nhưng con này đồng rất là dày luôn. Đấy, và cái ấm của nó cầm nó rất là chắc. Đấy. Con này thì của nó là hàng châu Âu mà, nên nó dùng điện 220, các bác về dùng điện 220 thoải mái. Và cái công suất của nó là 1500W nhá. Đấy, công suất là 1500W, cực kỳ xịn sò và chất lượng. Phần nắp ấm này, các bác đẩy cái này cho em, các bác mở lên. Đấy, các bác mở lên. Các bác đẩy nhẹ cho em cái này. Đấy, là tự động nó cứ đập xuống là nó vào lẫy cái là tự nó đóng vào. Đấy, rất là tiện lợi các nhá. Rất tiện lợi. Chất liệu thì là inox 304 bên trong. Đấy, cực kỳ xịn sò chắc chắn nhá. Đấy, dòng ấm hai lớp nó không bị nóng ra ngoài. Miệng ấm thì thiết kế chống tràn hiệu quả, nói chung là con này thì xịn sò. Đó, dung tích là 1.8 lít. Và cái con này là tự động nó ngắt nhá. Đấy, các bác yên tâm là tự động ngắt khi mà nước sôi hoặc là quá nhiệt sẽ tự động ngắt các bác nhá. Đấy. Đế thì cái dòng đế này là đế tiếp điện. Đấy, không dây, xoay 360 độ này. Đấy, xoay 360 độ. Đó, nên là các bác để chiều nào cũng được. Các bác để nguyên cái phần đế này, các bác để chiều nào nó cũng vào được hết luôn. Đấy, nó để nó rất là dễ vào này. Đây, để nó rất là dễ vào này. Đây. Đấy, để rất là dễ vào, các bác xoay 360 độ. Đấy, em giới thiệu cực kỳ chi tiết nhá. Đó. Đấy thì em sẽ đi vào báo giá. Các bác lên mã cho em cái dòng sản phẩm là ấm siêu tốc của Đức. Đó, con sản phẩm ấm siêu tốc của Đức cũng nhá. Thì đợt này bên em đang có chương trình tri ân nên là giá cực tốt luôn. Đấy, giá cực tốt bác luôn nhá. Các bác lên mã cho em là ấm siêu tốc này. Đấy, ấm siêu tốc. Ấm siêu tốc nhá. Đó thì bên em đang bán cái con này với giá là đi 370k một con. Đấy, và trong video này thì ưu đãi sẽ bao ship tận nhà luôn nhá. Đấy, giá cực tốt luôn. Ấm siêu tốc 370.000 một con và bao ship nhá. Đây. Đó, hàng này cực kỳ chắc chắn chất lượng, cầm rất là chắc tay luôn. Đấy, cầm rất là chắc tay. Không như những cái dòng ấm khác các bác cầm rất là nhẹ nhàng. Con này một cái màu của nó nhìn cái màu xanh nhìn rất là đẹp và nhìn nó rất là hợp nhà này. Đấy, nhìn nó sáng sáng nhà nhá. Đấy, rất tiện lợi nhá.
Đó, cực kỳ chất lượng, các bác cứ nhận hàng kiểm tra em luôn nhé. Hàng bảo hành 1 năm, lỗi 1 đổi 1 luôn. Đó, giá thì là 370k cho một chiếc ấm siêu tốc này và bao ship tận nhà nhá. Đấy. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn bác là cái dòng đèn bàn học nhá. Đấy, cái dòng đèn bàn học này cực kỳ xịn sò. Đó, mới về cái lô đèn bàn học cực kỳ rất là ngon, chất lượng này. Đó, của thương hiệu Takasamiko nhá. Đấy, Tamasakiko này. Đấy, nói chung là tên hơi dài nhá. Đấy, made in Japan. Đó, con này thì cái công suất của nó là 20W và cái thời gian hoạt động của nó là 8 đến 10 tiếng nhá. Đó, dung lượng pin là 4000mAh. Con này thì dòng này của nó là dòng đèn bàn học nhưng mà là dòng đèn bàn học bằng pin, chạy pin nhá. Đấy. Hết pin các bác lại cắm sạc vào các bác dùng. Đấy, hết pin các bác cắm sạc vào các bác dùng. Ở đây sẽ có là một cái cổng cắm sạc này. Đấy, một cổng cắm sạc DC 5V này. Về các bác cắm cái cục sạc điện thoại nhà mình ý, là các bác sạc ngon lành luôn. Đấy, hàng của nó là hàng không dây này, rất là tiện dụng, các bác mang đi lại rất là tiện. Hoặc là nhiều khi nhà mình có mất điện này, các bác lôi con này ra dùng rất là tiện. Đấy, nó có một cái đèn này. Đấy, con này thì nó ở đây nó sẽ có một nút on off bật tắt này. Đấy, các bác về các bác dùng, các bác đẩy lên cái phần on này, đấy, các bác có dùng được. Đẩy lên và các bác cảm ứng ở đây các nhá. Các bác bấm đây là đèn nó sẽ sáng lên này. Đấy, có các chế độ màu nhá. Đấy, có các chế độ màu đây. Ngoài ra thì đây là cái phần cái ống bút này. Đấy, các bác có thể để đây, các bác để bút, để đồ các bác để ở đây. Đấy, rất là tiện dụng nhá. Đó, và các bác bỏ luôn cái dây vào đây này. Đấy, thì hết pin các bác lại mang lại các bác sạc các bác nhá. Hết pin các bác mang lại các bác sạc thôi. Cắm vào cục sạc điện thoại nhà mình dùng là ngon. Ở đây thì là cái nút đây, cái nút chuyển đổi ở đây này thì nó là dạng cảm ứng thôi nhá. Đây các bác chuyển đổi này. Đấy, dạng cảm ứng này. Đấy, nó có các chế độ màu nhá. Màu trắng này, đấy, màu vàng này và cái màu hỗn hợp này, nghĩa là trắng vàng lẫn lộn này. Đây. Đó, các chế độ màu nhá, trắng vàng và hỗn hợp. Đó, ba chế độ màu. Nói chung là nếu mà mình là tùy công việc sử dụng mà các bác dùng là sao màu nó phù hợp, ví dụ như là màu trắng thì các bác dùng cho những cái việc dùng cần đến màu trắng này, ánh sáng trắng này, rồi ánh sáng vàng trong cái việc là học tập làm việc thì các bác cần ánh sáng vàng cho đỡ đau mắt này. Đấy, rồi ánh sáng hỗn hợp này. Đó, nói chung là đa chức năng các nhá. Đấy, đa chức năng rất là tiện dụng luôn. Con này thì dùng các bác để bàn học thì để như này, để bàn làm việc các bác có thể bẻ ra như này. Đấy, bẻ ra. Đó, rồi các bác cụp xuống này. Đấy, bẻ ra cụp xuống rồi các bác có thể gấp gọn như này. Đấy, gấp gọn này. Gấp gọn như này các bác nhá. Đấy, các bác gấp gọn như này. Đó, các bác gấp gọn vào, các bác để trong hộp rất là ok luôn nhá. Đó, gấp gọn vào. Nói chung là rất là tiện dụng cho một cái con đèn bàn học như này. Rất là nhiều bác hỏi đợt này, rất là nhiều bác hỏi nhưng mà lâu lắm mà nó mới lại về được các bác nhá. Đấy, một con đèn bàn học rất đẹp luôn. Đó, nó thiết kế rất là sang trọng và lịch sự các bác nhá. Đó, một cái màu trắng rất đẹp luôn. Đó, một cái màu trắng rất đẹp luôn nhá. Đó, đây. Rất xịn sò, rất chất lượng nhá. Đó, rất hay. Đó, của Tamasako. Đó, công suất là 20W nhá. Đấy, thời gian sử dụng pin là 8 đến 10 tiếng. Đó, và nó dòng dùng cái dòng sạc là cái cục sạc điện thoại sạc 5V nhá. Đấy, sạc 5V. Đi kèm thêm là sẽ có dây sạc đi cùng như này. Đó, và ở lỗ cắm ống bút. Nói chung là một chiếc đèn bàn học của Nhật rất là đa di năng và rất là tiện dụng. Các bác có thể mang đi mang lại di chuyển các chỗ rất là tiện dụng nhá. Rồi thì các bác lên mã xem là cái dòng sản phẩm là đèn học nhá. Đấy, đèn học. Đèn học này. Đó, đèn học này. Cái con đèn học này bên em đang bán với giá là đi 260.000 một con. Đó, và trong video này thì bên em sẽ bao ship tận nhà nhá. Đấy, 260k cho một cái con đèn học như này và bao ship tận nhà. Hàng cực kỳ là chất lượng và xịn sò luôn. Đó. Dùng pin nhá, rất là tiết kiệm điện các bác nhá. Đấy, hết pin các bác cắm sạc vào các bác lại tái sử dụng được nhiều lần. Đó, 260.000 một con bao ship tận nhà. Đó, cực kỳ ngon chất lượng. Đây là cái phần lỗ pin các bác cắm vào này, sạc pin vào đây. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên em mới về được cái lô giá đỡ cốc này. Đấy, giá đỡ cốc của Nhật nhá. Đấy, cái lô giá đỡ cốc của Nhật. Cực kỳ hay. Đấy, con này thì của nó là dòng kim loại mạ vàng nhá, kim loại mạ vàng. Đây, đó rất đẹp các nhá. Đây này, nhìn rất đẹp. Đây em quay cho nhìn nó đỡ vướng này. Đó, nhìn rất đẹp nhá. Đây các bác có thể để lên như này. Rất là đẹp này. Đấy, các bác để dùng để úp cốc này. Đi kèm thêm của nó sẽ có là cho mình là một cái đĩa như này. Một cái đĩa như này các bác nhá, một cái đĩa này. Đó, một cái đĩa này để các bác khi mà có úp cốc này, cái phần nước thừa ở cốc ấy, đấy nó sẽ rõ đây và nó sẽ chảy nó đọng vào đây nhá các bác nhá. Đấy, nó không bị rơi vãi linh tinh. Đó, nó sẽ chảy những cái đĩa này. Và cái đĩa này các bác dùng lâu được các bác tháo ra các bác vệ sinh thoải mái cho em luôn. Đó, dùng vệ sinh xong các bác lại lắp vào. Đó, rất ok. Có bốn đế chân nhá. Đấy, để các bác để nó đứng lên. Đấy, nó không bị chạm đất các thứ ra. Đây. Đó, để dùng rất là tiện luôn này. Đấy, úp là úp được 1 2 3 4 5 6 cái cốc nhá. Đấy, cốc dài, cốc ngắn các bác úp được tất cho em luôn. Đấy, rất là cao. Con này nó khoảng tầm là đi
10 nó khoảng tầm là đi 15 sen nhá, 15 sen, nói chung là khá là cao. Đấy, hàng thì bóng đẹp nhá, mạ vàng rất đẹp, rất chất lượng luôn. Hàng cực kỳ chắc chắn và cầm nó rất là đầm luôn nhá. Đây này, từng mũi hàn các thứ giờ nó làm rất đẹp luôn nhá. Nói chung là thiết kế cực kỳ là tinh xảo và sang trọng. Đấy, nói chung là nó các bác để trên cái phần bàn uống nước nhà mình nhìn nó rất là đẹp, nhìn nó rất là sang. Đấy, nhìn nó rất là sang nhá. Đó, giá là cực tốt luôn. Đấy, các bác lên mã trên một cái dòng sản phẩm là cái giá cốc nhá. Đấy, cái giá để cốc. Cái giá để cốc này. Đấy, giá cốc nhá. Đấy, giá cốc cho nó ngắn gọn đi. Giá cốc. Bên em đang bán cái dòng sản phẩm giá cốc này với giá là đi 140k cho một chiếc nha. Và trong video này thì bên em sẽ bao ship tận nhà nhá. Đấy, giá cốc 140k bao ship. Mạ vàng rất đẹp, rất chất lượng nhá. Đó, xách đi xách lại dùng rất tiện, có tay cầm xách đi xách lại. Các bác di chuyển linh hoạt, di động rất là tiện luôn nhá. Đấy, úp được 6 cái cốc 140k bao ship tận nhà. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây em về ít cái dòng túi da này. Đấy, một ít cái dòng túi da. Đây. Một ít cái dòng túi da các nhá, túi da Nhật cực kỳ ngon, túi da của dép các nhá. Đây, hàng vẫn còn nguyên hộp nguyên vỉ như này các nhá. Đấy, dòng túi da rất là chất lượng xịn sò của dép này. Đó, chất da rất là mềm nhá. Đấy, chất da nó rất là mềm. Đó, dòng da rất chất lượng nhá, rất là mềm luôn. Đó, có các ngăn. Đấy, dòng này thì các bác có thể đựng được rất là nhiều đồ, hoặc các bác để đựng một con iPad ở đây là ok luôn này. Đấy, đựng một con iPad đây là ok luôn. Đó thì bên em có hai cái màu cơ bản này. Hai cái màu cơ bản là màu đen và màu nâu nhá, màu đen và màu nâu. Đấy thì tùy nhu cầu sử dụng của bác mà mua màu nào cũng được. Đó, hai màu cơ bản là màu đen và màu nâu nhá. Đây, màu đen và màu nâu này, màu nâu này, còn đây màu đen này. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Đấy, dép này. Đấy, dép bu lô nhá. Đấy, dép bu lô. Phần này nó có nam châm để hút này. Đấy, cái cúc nam châm hút vào các nhá. Cúc nam châm hút vào. Đấy, túi thì rất là rộng rãi thoải mái luôn. Đây này, nhét bao nhiêu giấy ở đây này. Nhìn này. Đó, túi thì rất là rộng rãi thoải mái nhá. Đây, ở túi thoải mái các bác để luôn. Bên trong có ngăn khóa, ngăn phụ, ngăn chính đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, bên trong có ngăn khóa, ngăn phụ, ngăn chính đầy đủ. Phần này cũng có khóa luôn này. Đây, phần này cũng khóa luôn nhá. Đó, có khóa luôn. Đây. Đó, cũng có khóa luôn nhá. Đấy, có khóa luôn này. Đấy, các bác có thể là đựng đồ đạc, rồi thậm chí các bác đựng một quyển sách, rồi có thể là đựng một cái máy tính bảng, một cái iPad vào đây rất ok. Đấy, rất đẹp nhá. Đấy, dòng da rất đẹp. Đây đằng sau cũng có một cái túi phụ luôn này. Đấy, khóa rất trơn tru. Đi kèm thêm là dây đeo. Con này các bác có thể là dùng để đeo chéo này. Đấy, đeo chéo, đeo ngang người các kiểu luôn nhá. Đấy, mang đi du lịch, đi chơi đeo con này nhìn nó rất là sang xịn mịn nhá. Đấy thì có hai màu cơ bản như này là màu nâu, màu đen. Con này thì cái phần đây em sẽ lấy cái thước đo về phần kích thước luôn nhá. Con này thì cái phần chiều dài của nó này, chiều dài của nó là đi 26 này, phần bản rộng của nó là đi 24 này. Đấy, rất là to nhá, rất to, hàng cực kỳ đẹp nhá. Đấy, đường kim mũ chỉ may rất đẹp luôn nhá. Đây, rất là đẹp luôn. Đó, cực kỳ xịn sò chắc chắn về cái dòng túi vuông như này. Các bác lên mã cho cái dòng sản phẩm là cái dòng túi vuông của dép nhá. Đấy, túi vuông. Cái con túi vuông này thì bên em đang bán giá cho bác là đi 180k một túi nhá. Đấy, túi vuông. Túi vuông nhá, các bác lên mã cho em là túi vuông. 180k một con. Đấy, và trong video hôm nay thì bên em sẽ bao ship tận nhà nhá. Đấy, túi vuông 180k một con bao ship. Có hai màu là đen. Đấy, đen và da bò nhá. Đấy, nâu da bò. Đó. Da bò nâu. Đó, có hai màu chủ đạo là đen và da bò nâu. Đồng giá là 180k cho một sản phẩm túi như này và bao ship tận nhà nhá. Hàng cực kỳ chất lượng, nhận hàng các bác kiểm tra cho em. Đấy, da rất đẹp, rất chất lượng nhá. Vân da lên rất chuẩn luôn này. Sản phẩm tiếp theo thì ở đây em có cái dòng đèn ngủ pha lê này. Đấy, mới con đèn ngủ pha lê nhá. Đấy, mới về cái lô đèn ngủ pha lê cực kỳ ngon. Đó. Ngủ pha lê rất đẹp nhá, các bác nhìn này. Đó, rất đẹp. Con này thì chuyên dùng cho bác dùng làm đèn ngủ. Đó, thì nó sẽ dùng là chạy điện nhá. Đấy, chạy điện. Đây. Ở đây nó sẽ là một cái chân sạc, cổng sạc vào này. Đấy, cổng sạc vào đây các nhá. Cổng sạc vào. Đó, dạng của nó là dạng nhựa giả pha lê nhá. Đấy, dạng nhựa giả pha lê. Đây, ở đây thì đi kèm thêm của nó sẽ có là một cái điều khiển như này. Đấy, điều khiển như này các bác nhá. Đấy thì con này nó sẽ chạy pin. Đấy, chạy pin này. Đấy, chạy pin nhá. On off bật tắt ở cái điều khiển này này. Đấy, on off bật tắt ở cái điều khiển này các nhá. Đấy, tăng sáng này, giảm sáng này. Đấy, tăng sáng, giảm sáng. Đó. Các màu nhá, nhấp nháy luôn này. Đây các bác đợi chút để em tắt cái điện đi nhá. Nhìn nó mới đẹp.
Đó có thấy không? Rất đẹp luôn nhá. Đây. Đó, nó nhấp nháy này. Đẹp không các bác? Thấy các bác thấy đẹp không? Đó, rất lung linh và huyền ảo nhá. Đây thì các bác điều chỉnh bằng cái nút cái điều khiển này các bác nhá. Đấy, cái điều khiển này. Đó, nó có các chế độ này. Đấy, smooth này. Đấy, nó chỉnh các nó chuyển màu này. Đấy, chuyển màu. Nói chung là con này các bác dùng trong phòng ngủ hoặc là các bác dùng ở nhà trưng bày cũng dùng rất là đẹp luôn. Đấy, nó chuyển. Rồi đây có chế độ nhanh này. Đấy, nháy nhanh này. Đó, nháy nhanh luôn nhá. Đấy, nó chiếu ra rất đẹp này, các bác nhìn này. Đó, chiếu ra rất đẹp. Đó, chiếu ra rất đẹp luôn nhá. Đây. Đó, dùng làm đèn ngủ rất là xịn sò nhá. Ngoài ra các bác có thể là chỉnh các chế độ màu của cái phần điều khiển này. Màu vàng này. Đó, nói chung là 17 triệu màu các bác pha trộn lẫn với nhau. Màu đỏ này. Đấy, màu xanh này. Đấy, em ấn phát nào ăn phát đấy luôn nhá. Màu xanh lam này. Đó, rất là xịn sò nhá. Đây. Còn đẹp nhất là cái màu vàng này, nhìn rất đẹp này. Đấy, cái màu vàng nhìn rất sáng nhá. Đấy, nhìn rất sáng. Con này cái phần đèn của nó đây các bác nhá, cái phần đèn này ở đây thì cái phần pha lê của nó, cái phần dạng pha lê của nó sẽ tạo ra những cái phần hoa văn rất đẹp. Đấy, các úp này lên. Đấy, nó tạo ra nhá. Rất là xịn sò, rất là đẹp luôn. Đó, rất là hay. Đấy, thiết kế là dạng không dây chạy bằng pin nhá. Đấy, dạng không dây chạy bằng pin. Nên là hết pin các bác cắm sạc vào cho em. Đấy, hết pin các bác cắm sạc vào. Đó, hết pin các bác cắm sạc vào. Đây, chuyển sang cái màu xanh rất đẹp này. Đó, ở đây thì nó sẽ có một cổng sạc như này. Đây cái cổng sạc của nó này. Đấy, cổng sạc đây này. Đấy, về các bác cắm cùng với cái sạc pin này vào là ok rồi nhá. Đây em sẽ bật điện lên để quay cho rõ. Đấy thì các bác lên mã cho em là cái dòng sản phẩm là đèn ngủ pha lê nhá. Đấy, đèn ngủ hoặc là đèn ngủ pha lê đều được. Đấy, đèn ngủ pha lê. Con này thì bên em đang bán giá bác cực tốt luôn. Giá chỉ có 160k cho một sản phẩm và anh em sẽ bao ship tận nhà nhá. Đấy, 160.000 cho một con đèn ngủ pha lê này và bao ship tận nhà. Đó, hàng thì nó chạy bằng pin nhá. Hết pin thì các bác cắm sạc vào. Đây là cái phần cổng sạc của nó này. Đấy, các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Đấy, dây của nó đi kèm đây. Và đi kèm thêm của nó sẽ là điều khiển các bác có thể chỉnh màu, chỉnh màu, chỉnh mọt các thứ ở đây này. Đó, rồi là chỉnh sáng tối này, chỉnh chế độ tối dần này, sáng tăng lên này, rồi là on off bật tắt là cái điều khiển này nhá. Đấy, on off bật tắt là cái điều khiển này. Nói chung là rất là đa chức năng và rất là xịn sò nhá. Đấy, đây em tắt đi này, bật lên này. Đấy, tắt đi này, bật lên này. Đó, rồi chỉnh các màu nhá. Giá này cực kỳ là bình dân luôn. Đèn rất đẹp nhưng mà giá cực kỳ bình dân. Giá chỉ có 160.000 một con này thôi. Và bao ship cho bác tận nhà nhá. Đây, đấy, bao ship tận nhà. Giá cực tốt luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng chổi tam giác này. Đấy, mới về cái lô chổi tam giác này. Bữa trước thì đang bán thì hàng nó bị trứng lại. Hết hàng, không còn hàng bán nhá. Thì hôm nay hàng lại tiếp tục về, gửi đến thứ của anh chị nhà mình. Đó, dòng chổi tam giác nhá. Con này thì rất là đa di năng. Đấy, rất là đa di năng. Về thì hàng của nó sẽ như này. Về thì bác tự lắp đặt thôi. Hàng nó chỉ có 3 khúc như này. Con này thì nó rất là di năng. Các bác có thể là gập gù này, gập đi gập lại này, rồi là các bác gập trái gập phải này, nói chung là đa di năng. Đấy, đa di năng nói chung là 360 độ luôn. Đấy, 360 độ thể thao. Ngoài ra thì nó có chế độ tự vắt này, các bác rút vào cho em này. Các bác rút vào này. Đây, xin lỗi các bác này, ý đổ. Các bác rút vào này. Đấy, là sẽ tự vắt nhá. Đây em xem. Quay này các bác nhìn rõ này. Đấy, có thấy không? Là tự nó vắt vào nhá. Đấy, tự nó vắt vào. Đấy, tự nó vắt như này. Đấy. Đó, rất là tiện nhá. Đấy thì con này gọi là dòng chổi tam giác. Đấy. Các bác nhìn những thiết kế dòng tam giác là để nó ke những cái phần góc, những cái phần góc hẹp, những cái phần góc các bác khó lau ấy thì con này nó ke được hết luôn. Đấy, ke được hết nhá. Đấy, rất là xịn sò luôn nhá. Đây. Lắp đặt thì rất là dễ thôi. Đấy, lắp đặt thì các bác cứ thế các bác lắp này vào thôi. Đấy, xoáy cái gen của nó vào. Và các bác lắp nốt cái tay cầm vào. Tay cầm thì phần này nó có bọc xốp này. Các bác nó cầm thì rất là êm tay. Đấy, cầm rất êm tay. Khi mà các bác lắp vào thì nó dài khoảng tầm 2 mét nha. Đấy, rất là dài này. Đó, rất dài nhá. Đấy, dài khoảng tầm 2 mét luôn. Các bác có thể lau này, các bác uốn éo các kiểu nhá. Lau trên trần, lau trên trần nhà, lau dưới sàn nhà các kiểu luôn nhá. Đó, đây em giờ sẽ có một cái video quay chi tiết về cái dòng sản phẩm chổi này để các bác dễ hình dung với nhá. Đây nha các bác nhá. Đó, đây là cái con chổi này. Mà xịn như cây chổi tam giác lau đa năng 360 độ thế hệ mới này, với lau vết bẩn khô và ướt, với linh hoạt xoay 360 độ lau sạch mọi ngóc ngách. Đấy, xoay 360 độ nhá. Này lau không nhanh, nhà không sạch sao được. Đấy, xoay nó xoay 360 độ đấy, các ngóc ngách nó xoay này con này. Đấy, rất là điện đụng đây, những cái góc kính các thứ này các bác xoay này. Đấy, có thấy không? Đấy, và nó chế độ tự vắt luôn nhá. Đó, chế độ tự vắt. Đó, cái bông của nó rất là ngon nhá. Đó, rất là xịn sò về chất lượng, về cái dòng chổi lau nhà tam giác thông minh cực kỳ xịn sò. Các bác có thể lau trên trần, lau trên cao, lau các góc kính rồi là góc nhà. Đấy, đa di năng luôn các bác nhá.
rất tiện dụng với con chổi này. Đấy, có thấy không? Đấy, chế độ tự vắt luôn nhá. Đó. Rất sạch nhá, thấm hút rất là ngon. Đó, cực kỳ là xịn sò. Đây con nhìn này. Đây cái phần mặt này của nó này. Đấy, phần mặt bông nó rất là ngon nhá. Đó, con này các bác có thể là kéo ra các bác vệ sinh thoải mái này. Đó, các bác vệ sinh thoải mái và dùng xong các bác lại cho vào. Đấy, các bác lại cho cái phần này vào, các bác cài vào nhá. Đấy. Và các bác vắt thì rất là dễ, các bác chỉ cần kéo này xem, kéo này. Các bác kéo này. Đây các bác lắp cái này vào. Em lắp nó chưa chặt. Đây các bác lắp chặt vào các bác vắt này. Đấy các bác kéo là sẽ tự động nó vắt vào nhà các bác nhá. Đấy tự động nó vắt vào nhà. Đấy các bác đẩy ra này. Đấy tự động nó vắt nhá. Cứ kéo và nó giúp vào này là tự động nó vắt này. Đấy rất là xịn sò. Đó rất chất lượng luôn. Đó thì các bác lên mã cho vào cái dòng chổi tam giác nhá. Đấy cái dòng chổi tam giác đi. Đó chổi tam giác. Bên em đang gửi đến các bác cái giá chổi tam giác này. Với giá là đi 190k một con nhá. Đấy chổi tam giác này. Chổi tam giác nhá. Đấy chổi tam giác hoặc là chổi lau nhà tam giác. Đấy. Giá thì là 190k một con nhá. Đấy và trong video này thì bên em sẽ bao ship tận nhà luôn. Đó, chổi tam giác 190k một con, bao ship tận nhà. Đó đây bác cũng vừa xem video về cái dòng sản phẩm chổi này các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái con đèn bão này. Đấy một con đèn bão cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy dòng đèn bão của Nhật nhá. Đó đây, mới về cái lô đèn bão của Nhật rất là chất lượng luôn. Đấy, con này là cái dòng đèn bão dạng như kiểu nó thiết kế dạng cổ xưa ấy. Đấy, các bác rút lên cái đèn nó sáng này. Đấy, rút cái đèn sáng này. Các bác ấn xuống cái đèn nó tắt này. Đấy, thì nó có các chế độ. Ở đây thì nó sẽ có một cái tấm pin năng lượng mặt trời nhá. Các bác có thể là mang ra ngoài các bác phơi nắng để nó sạc pin. Còn không thích thì các bác có thể là sạc trực tiếp điện lưới vào được. Đây là cái phần cổng điện lưới các bác sạc trực tiếp này. Đó đây. Đây là cái phần cổng dây sạc này. Đấy, các bác kết nối đây các bác cắm sạc vào các bác dùng. Đó, pin thì cũng khá là trâu bò, dùng rất là ngon. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có một cái phần quạt này. Đấy, quạt đây nhá. Thì các bác có thể bẻ này ra, các bác bấm nút này lên, bấm nút này. Đấy, quạt chạy này. Đấy, các bác thấy không? Quạt chạy rất là mát nhá. Các bác nghe tiếng là thấy quạt nó chạy khỏe lòng nhá. Đấy, quạt chạy rất là khỏe và rất là mát luôn nhá. Đây. Đó, rất xịn sò luôn nhá. Đây này, đấy con nhìn này. Bay phấp phới luôn nhá. Đây này, bay phấp phới luôn này. Rất khỏe, rất mạnh luôn nhá, quạt rất khỏe rất mạnh luôn. Đấy là quạt. Đó và vừa quạt vừa đèn nhá, rồi là sạc năng lượng mặt trời rất là đa chi năng. Đấy, kéo lên cái này là sáng này, đấy các bác dùng để ăn cơm, nhiều khi nhà mất điện dùng để ăn cơm. Rồi các bác mang đi sách đi soi xét các thứ này. Đấy có để sách đi như này. Đấy, soi xét như kiểu rước đèn trung thu nhá. Đấy rất là hay, rất là tiện dụng luôn. Đó thì các bác lên mã xem là cái dòng sản phẩm là cái con đèn bão đi. Đấy đèn bão. Đấy, đèn bão đợt này thì bên em đang bán giá các bác là chỉ có 180.000 một con thôi. Đấy 180k một con đèn bão như này. Đèn bão 180k một con. Đấy và trong video này thì bên em sẽ bao ship tận nhà nhá. Đấy 180.000 cho một con đèn bão như này và bao ship tận nhà. Hàng cực kỳ là sáng sủa và chất lượng nhá. Đấy rút lên cái sáng. Đấy mang đi mang lại dùng rất tiện nhá. 180k một con này bao ship tận nhà. Chi tiết về cái dòng sản phẩm cá sấu vàng bên em mới về. Đó, hàng thì gửi đến tay các bác sẽ là hàng nguyên hộp này. Các bác có thể là mua về biếu tặng làm quà rất là xịn sò. Đấy đây, có quai sách này. Rất là xịn sò, khóa lẫy thứ nhá. Đây. Đó, rất xịn sò cho một cái con cá sấu hộp vàng nha. Đây em chỉnh cái này cho nó cao lên. Các bác dễ xem. Đó đây. Nó sẽ như này các nhá. Đó, tổng quan của em cá sấu vàng cực kỳ đẹp chất lượng nhá, gửi đến tay các bác. Hàng nguyên hộp này. Đó đây. Rất đẹp nhá. Đấy các bác, nói chung là đẹp từ cái hộp, đẹp đi nhá. Lẫy khóa mạ vàng rất đẹp luôn nhé các bác nhá. Đây còn đây là cái sản phẩm chính chúng ta trong video hôm nay. Đó là cái dòng thắt lưng nhá. Đấy thắt lưng. Đó rất đẹp các nhá. Dòng cực kỳ chất lượng nhá. Tem tiếc đầy đủ hết luôn này. Đó, tem tiếc đầy đủ hết luôn đây. Đó, tem mã cốt mã vạch đầy đủ này. Đó, đây. Con này thì bên kia nó đang bán là bên Nhật nó đang bán là 1558 yên này. Đấy 1558 yên nhá. Đó, rất ngon, xịn sò. Hàng vẫn còn nguyên điều đấy các thứ đầy đủ hết nhá. Còn đây cái phần dao đó đây. Đấy, vân cá sấu rất đẹp nhá. Đây này, đó các bác nhìn thấy không? Đó, rất chất lượng nhá, cực kỳ ngon. Xịn sò với cái dòng cá sấu này. Đây. Đó, rất đẹp luôn nhá. Đây. Cái dòng da của nó rất là mềm luôn nhá. Đấy, dòng da của nó dùng rất là mềm. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra em. Da rất là mềm. Đấy, da nó rất là mềm luôn, cầm rất là thích các bác nhá. Đó, mặt rất là đẹp này. Đó, mặt rất đẹp luôn nhá, cực kỳ xịn sò. Chất lượng với cái dòng da này. Đó, rất chất lượng nhá. Đây, đó, rất đẹp luôn này. Đó. Rất xịn sò. Nói chung bộ này các bác mua về biếu tặng làm quà cũng rất là hợp lý luôn. Đấy, mua về biếu tặng làm quà rất hợp lý. Hộp rất là đẹp nhá. Hộp rất chất lượng này. Đó đây. Đấy, rất chất lượng này. Đó, rất xịn sò ngon lành nhá. Đó. Rất chất lượng luôn nhá.
hộp hiếc rồi dây lưng các thứ đi kèm. Đó thì đây một combo của nó đây cũng nhé. Đấy một combo của nó sẽ gồm có là một hộp như này, đi kèm thêm là một thắt lưng bên trong nhá. Đấy một thắt lưng để bên trong. Đấy một thắt lưng để bên trong này. Đó một thắt lưng để bên trong các nhá. Đó đây tổng quan một sản phẩm đây các bác nhá. Đấy tổng quan một sản phẩm này. Đó logo Lacoste này. Đấy logo của Lacoste nhá. Đó logo của Lacoste. Đó hộp hiếc rất xịn. Đó. Rất ngon nhá. Đấy thì các bác lên mã cho nó cái sản phẩm là cá sấu vàng nhá. Đấy cá sấu vàng. Bên em đang bán cái dòng sản phẩm cá sấu vàng này. Đấy thì với giá là đi 200k nhá. Đấy 200k. Đó và trong video hôm nay thì bên em sẽ bao ship tận nhà luôn. Đấy bao ship tận nhà. Các bác nhớ mã cho em là cá sấu vàng nhá. Đấy cá sấu vàng. Vì hộp của nó là hộp vàng mà. Đấy để nó đỡ lầm lẫn. Cá sấu vàng nhá. Đấy cá sấu vàng 200k cho một cái hộp sản phẩm như này và bao ship tận nhà. Đấy các bác có thể là mua về làm quà tặng rồi là biếu xén rồi mua về dùng các thứ rất là xịn. Đây. Đó nói chung nó đẹp từ cái hộp, đẹp cho đến cái thắt lưng nhá. Thắt lưng da rất là ngon và mềm. Đó đây, da cá sấu luôn nhá. Logo Lacoste này. Đấy da trong da ngoài cực kỳ xịn sò. Đó mạ vàng rất đẹp nhá. Đấy cực kỳ chất lượng luôn. Đấy thì là cá sấu vàng nhá. Các bác nhớ mã cho em là hộp cá sấu vàng. Đấy hộp thắt lưng cá sấu vàng. Bên em đang bán là 200k một bộ này và bao ship tận nhà nhá. Đấy. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác là cái dòng bộ nồi lẩu này. Đấy của Osaka Japan nhá, cực kỳ xịn sò ngon này. Chắc chắn luôn này. Đó cái bộ nồi lẩu nhá, rất ngon. Đây. Hàng thì đã đập hộp này, hàng thì của nó là hàng mới nguyên hộp 100% luôn nhé. Hộp của nó đây luôn này, đấy hàng mới nguyên hộp 100% luôn. Hàng có chữ Osaka nhá, rất là uy tín luôn này, cực kỳ xịn sò, Osaka Japan, rất là ngon lành luôn. Đó, con này thì có hai chức năng vừa làm lẩu vừa làm hấp này. Đó, mã cốt mã vạch đầy đủ nhá. Hàng gửi tay bác là hàng nguyên hộp luôn nhá, về các bác tự tay đập hộp và các bác lắp đặt. Đó thì đây. Một cái bộ sản phẩm nồi lẩu em đã đập hộp đây thì nó sẽ gồm có là phụ kiện các thứ đi kèm gồm có dây này. Đấy, dây này thì có điều chỉnh cấp độ luôn nhá. Từ cấp độ 1 đến cấp độ 5. Đấy thì tùy nhu cầu dụng của các chỉnh ở đây nhá. Đấy như kiểu là cái dơ le nhiệt đấy. Dơ le nhiệt điều chỉnh nhiệt độ nhá. Đấy phần cổng vào. Đây cổng vào này, cổng ra này. Đó rất xịn sò. Đây là những cái phụ kiện về các tự lắp đặt vào cái phần nắp của nhà mình. Đó, và đây nữa. Đây là cái phần nồi lẩu chính này. Đó nồi lẩu chính các bác nhá. Đó đây Osaka này. Made in Japan luôn nhá. Đấy Osaka made in Japan. Phần trong này nó tráng một cái lớp nano bạc này, chống dính siêu ngon luôn nhá. Đấy, chống dính siêu ngon. Nồi này thực ra thì các bác dùng làm nồi lẩu với nồi hấp nhưng mà bên em vẫn dùng nồi này, vẫn xào nấu bình thường thoải mái luôn nhá. Đấy, dùng nồi lẩu này xào nấu thoải mái bình thường, rất là ngon luôn. Đó thì đây. Mặt dưới của nó này, đó Osaka Japan luôn nhá. Đấy, em sẽ nói qua một chút về cái thông số của nó này. Con này thì nó dùng điện, hàng này của nó là hàng Nhật xuất nên nó dùng điện 200. Đó, 220 thoải mái nhá. Đấy và công suất của nó là 1500W nhá. Đấy công suất 1500W thì thoải mái quá, dùng nồi lẩu liếc rất là ngon rồi, sôi cực nhanh. Ngoài ra thì đây, nó sẽ có đi kèm thêm là một cái giá như này để về quá hấp đồ này. Đấy các để vào đây cho em. Để khi quá có những cái món ví dụ như là hấp xôi, hấp xiếc rồi là bánh bao biết rồi đấy, các bác bỏ đây quá hấp này. Đó, vung vung thủy tinh nhá, vung thủy tinh trong suốt nên các bác rất dễ là quan sát đồ đạc các thứ rồi. Ở đây thì em chưa lắp cái lắp cái tay cầm này vào. Đây tay cầm của nó đây nhá. Đó tay cầm của nó đây. Đó rất xịn sò ngon lành chắc chắn luôn. Đấy là về cái dòng nồi lẩu Osaka. Cực kỳ chất lượng luôn. Đây là cái phần đầu vào nhá. Các bác cắm ở đây này. Đấy có chữ Osaka này. Đấy chữ Osaka. Rất là dày. Nói chung là nồi lẩu rất là dày dặn chắc chắn nhá. Đấy có phần tay cầm này các bác có thể bê đi bê lại dùng rất là tiện luôn nhá. Đấy dùng rất là tiện. Đấy full combo một cái bộ sản phẩm nồi lẩu Nhật có nhá. Hàng của nó là hàng nguyên hộp luôn. Hàng gửi đến tay bác là hàng nguyên hộp luôn nhá. Đây, nó hàng nguyên hộp luôn này. Đấy Osaka này. Đấy, hàng nguyên hộp nha. Đây thì các bác lên mã cho em là cái dòng sản phẩm là bộ nồi lẩu Osaka nhá, hoặc là nồi lẩu cũng được. Đấy, nồi lẩu. Đó, nồi lẩu Nhật. Đấy, nồi lẩu Nhật hoặc là nồi lẩu Osaka. Con này thì bữa trước bên em đang bán là 450k. Đấy, nhưng trong video này thì bên em chiên các khách hàng giảm giá là chỉ còn có 430k một sản phẩm thôi. Và anh em sẽ bao ship tận nhà nhá. Đấy, bao ship tận nhà luôn, nồi lẩu Nhật. 450k giảm còn có 430k một sản phẩm và bên em sẽ bao ship tận nhà, hàng gửi đến tay các bác là hàng nguyên hộp luôn. Đó đi đây. Tổng quan một sản phẩm sẽ quay lại bác xem này. Đó, đây, đầy đủ hết các phụ kiện đi kèm, dây điện rồi là vung viếc rồi là giá hấp các thứ đầy đủ này. Đấy, tổng quan chiếc nồi nhá. Cực kỳ son, ngon xịn sò, dùng điện 220, công suất là 1500W có nhá. Đấy, cực kỳ ngon. Giá là đi 450k giảm còn 430k, bao ship tận nhà có nhá. Màu xanh. Đấy thì nó có ba cái màu cơ bản như này. Dung tích một cái bình này của nó là 1,8 lít các bác nhá, 1,8 lít. À, hàng là hàng inox 2 lớp, cực kỳ ngon xịn sò.
Con này các bác cứ nhận hàng kiểm tra em luôn, riêng cái dòng bình này cầm cực kỳ chắc chắn nhá. Đấy, cầm cực kỳ chắc chắn. Nói chung là dung tích nó dao động từ 1.8 lít đến 2 lít. Đây. Đó, giữ nhiệt là 24 tiếng thôi nhá, giữ nhiệt 24 tiếng, giữ nóng giữ lạnh ok luôn. Đó, rất là chắc chắn, dày dẫn nhá. Hàng là inox 304 này. Đó, made in Japan nhá, made in Japan. Cực kỳ xịn sò con này. Đây là cái màu vàng rất đẹp luôn nhá, tươi rồi gió luôn. Đây sẽ mở bác xem về cái phần nắp này. Đó. Phần nắp thì nó thiết kế rất hay nhá. Đấy, phần nắp thiết kế rất hay. Đây. Các bác nhìn này. Đó, nắp này, đúng như cái dạng như kiểu là cái mỏ vịt nhá, cái mỏ vịt này. Đó, con này các bác đậy vào các bác mở ra thoải mái này. Khi mà các bác rót các bác ấn cái này cho em. Đấy, ấn này ra thì nó sẽ đẩy ra này. Đấy, nước các bác rót ra bình thường, các bác bỏ ra thì nó đậy kín vào nhá, đậy kín vào. Đó, bình thì cầm rất chắc chắn luôn. Đấy, dạng thân inox 2 lớp nhá, giữ nhiệt 24 tiếng rất xịn sò. Đó, hàng chuẩn Nhật nhá, made in Japan, inox 304. Rất là ok. Con này các bác tháo ra này, khi bác tháo nắp ra có xoay về phần này cho em là các bác tháo nắp ra bình thường. Đó, đây ruột bên trong này. Đấy, ruột bên trong rất là xịn sò nhá. Các bác đậy nắp vào thì bác lại để đúng cái chiều này các bác xoáy vào cho em. Đấy, xoáy vào thì nó lại nắp lại vào, đậy rất là kín luôn nhá. Nước các bác dốc thoải mái không ra luôn. Đấy, rất là ngon, xịn sò chắc chắn. Đây, chiếc một chiếc bình mỏ vịt này. Đấy, một chiếc bình mỏ vịt. Đó thì nó có mấy màu cơ bản này, dung tích là 2 lít nhá, dung tích là 2 lít. Nói chung là con này các bác để ở trên cái bàn uống nước nhà mình nhìn nó rất là sang xịn mịn nhá. Và các bác có thể là mua về pha chè hãm nước các thứ ra. Đó, rồi là giữ nước nóng, dùng rất là tiện. Đó, dùng rất là tiện luôn, cầm những cái phích kia thì rất là cồng kềnh, thì các bác mua con này về các bác có thể là hãm chè hãm nước vào đây các bác dùng luôn nhá. Đấy, không cần phải qua những cái phích kia gì cho nó lằng nhằng. Đấy thì sử dụng trực tiếp luôn con này, rất là tiện dụng luôn nhá. Đấy, giữ nóng giữ lạnh ok luôn, hàng chuẩn Nhật, made in Japan. Đó, rất xịn sò, một chiếc bình mỏ vịt nhá. Thì các bác lên mã cho em là cái dòng sản phẩm là cái bình mỏ vịt. Đấy, bình mỏ vịt Nhật nhá. Đấy, bình mỏ vịt Nhật. Cái con bình mỏ vịt Nhật này thì bên em đang bán cho các bác giá cực tốt luôn. Đấy, các bác lên mã cho nó cái bình mỏ vịt. Bình mỏ vịt đi. Đấy, bình mỏ vịt. Giá thì bên em đang bán cho con bình mỏ vịt này là 350k một con. Đó, và bên em sẽ bao ship tận nhà nhá. Đấy, bao ship tận nhà luôn. 350.000 cho con bình mỏ vịt như này và bao ship tận nhà nhá. Hàng gửi đến tay các bác là hàng của nó là hàng nguyên hộp nhá. Hàng chưa qua sử dụng đâu các bác nhá, nên các bác yên tâm là hàng nguyên hộp luôn. Đó đây, hàng của nó vẫn còn hộp hiếc nguyên hộp như này các bác nhá. Đấy, hàng gửi đến tay bác là hàng nguyên hộp nhá. Đó, giá là 350k một chiếc bao ship, tay cầm tay sách rất là tiện lợi nhá. Đấy, lúc nào bác rót ấn nút ra là sẽ mở cái phần hàm này ra này. Đấy, bỏ ra có nói đậy vào nhá, phần nắp có gen giếc các thứ đầy đủ nhá. Đó, rất tiện dụng luôn. Đấy, rất ok. Đây là về cái dòng bình mỏ vịt nhá. Đấy thì các bác có nhu cầu về cái dòng sản phẩm này thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp nhá. Đấy, các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like nhá, cũng như nút đăng ký kênh. Em sẽ đi sang những cái sản phẩm tiếp theo trong video ngày hôm nay. Có dòng thiếu điều hòa cực kỳ nằm rất là mát nhá. Đấy, bên em có hai cỡ, một cỡ 1m8 và một cỡ 1m6 gửi đến các bác nhá. Dòng này thì của nó là có hai mặt cơ nhá, một mặt mây này, đó một mặt mây đàn rất là kỹ càng nhá, đường kim sợi chỉ rất đẹp luôn này. Đó, và một mặt vải lụa nhá. Đấy, vải lụa, mặt vải lụa này các bác nằm mùa đông này, mặt mây này các bác nằm mùa hè cực kỳ mát luôn. Đấy, nói chung là chăm sóc giúp ngủ cho bác rất tốt luôn, các bác ngủ rất là ngon riêng nằm cái chiếu này. Ngoài ra bốn cái góc này này nó có cái phần thun nhá. Đấy, cái sợi thun như này để các bác có thể là dắt vào đệm nó không bị trôi chiếu nhá. Đó, đi kèm thêm chiếu thì sẽ có kèm thêm cho các bác là một cái bộ vỏ gối hai chiếc thôi nhá. Đấy, cũng cũng là đan mây y như chiếu luôn. Đấy, nên là các bác lồng một cái bộ vỏ gối này vào thì nhìn nó rất là đồng bộ các nhá. Đấy, nhìn nó đồng bộ giường. Đấy, về các bác mua ruột gối các bác lồng vào thôi, rất là dễ dàng dùng, rất là dễ dàng sử dụng nhá. Đó, cực kỳ ngon chất lượng, nằm rất là mát người, ngủ rất là ngon. Đấy, ngủ sâu giấc thôi nhá. Đấy, cực kỳ tuyệt vời với cái dòng chiếu điều hòa này. Đó, đây các bác nhìn này, sợi mây nhá, đan rất đẹp luôn. Đó, cực kỳ chất lượng nữa, bán quá nhiều với cái dòng chiếu điều hòa rồi. Đó, các bác lên mã cho em là chiếu mây Nhật nhá. Đấy, bên em có hai cỡ, một cỡ 1m6 và một cỡ 1m8. Đó, nhân 2. Bữa trước thì bên em đang bán 550k. Trong video hôm nay thì bên em về số lượng lớn nên giá cực kỳ tốt luôn nhá. Đó, giá là chỉ còn có 500k một con thôi và bao ship tận nhà. Hàng thì được gói trong một cái gói như này. Đó, của thương hiệu Muji, made in Japan. Đó, cực kỳ xịn sò gửi các bác này. Cái này thì nó có túi tiếc đàng hoàng, các bác có thể là mua về biếu tặng làm quà ok luôn. Rồi là các bác mua về sử dụng đều ok luôn nhá. Đấy là về cái dòng chiếu điều hòa nha. Đấy, bác nào có nhu cầu về hóa nhá, cứ vui lòng liên hệ trực tiếp số em để phần mô tả tiêu đề video.
Các bác xem video thì đừng quên ủng hộ, xin nút like cũng như nút đăng ký kênh đón xem sản phẩm rồi video mới nhất của mình các nhá. Đấy, chiếu mây Nhật 1m6 và 1m8, 500k bao ship một sản phẩm này các nhá. Các bác, cái sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng đồng hồ này. Đấy, cái con, một cái con đồng hồ cực kỳ xịn, rất hay các nhá. Con này dạng của nó là dạng đồng hồ LED nhá. Đấy, thì nó sử dụng cái dòng điện cắm USB này, hoặc là các bác có thể cắm vào cục sạc dự phòng nhà mình. Nói chung là về các bác cắm vào cục sạc điện thoại nhà mình như là bác sử dụng ngon. Đó, rất là xịn sò và rất là dễ cài đặt nhá. Con này về thì nó có 3 nút thôi. Chỉ có nút set này, up down, up là nghĩa là tăng và down là giảm này. Đấy, và nút set này. Đấy, thì rất là dễ dàng sử dụng các bác nhá. Đấy, thì bác cắm vào nguồn điện này và nó sẽ lên như này. Đó, các bác có thể để chân này các bác để bàn này. Đó, rất đẹp nhá. Đây các bác để bàn rất đẹp này. Đấy, ví dụ đây là 8:35 này. Đây đang nháy dây này. Đó, rồi đằng sau thì nó sẽ có cái lỗ, nó gọi là cái lỗ cài đinh nhá. Đấy, cái lỗ này các bác cài đinh cài khuy này. Đó, cũng rất ok luôn. Đó, đây tổng quan của em đồng hồ LED nhá, đồng hồ LED. Đây set thì các bác ấn vào cái set này. Đấy, thì nó có set giờ giấc các thứ ở đây nhá. Và con nút tăng giảm này. Đấy, ví dụ là các bác đây các bác chuyển sang giờ này. Đấy, các bác chuyển sang giờ này. Đó, đây giờ này các bác giữ lì nhau nút set này, giữ lì nhau nút set này. Đó, mình sẽ hiện lên là 24 tiếng hay là 12 tiếng thì các bác lựa chọn như nào cho phù hợp. Đó, ví dụ em chọn 24 tiếng này. Up thì các bác đẩy lên này. Đấy, 10, 11, 12, 13, 14, 15 này, 6, 7, 8, 19, 20 giờ này. Đấy, rất là tiện đúng không nhá. Con này mà khi mà đến cái giờ đêm ấy là tự động nó sẽ ấy nhá, tự động cái đèn nó sẽ tự động sẽ tối đi nhá. Đấy, tự động tối đi, còn ban ngày là đèn nó sẽ sáng lên. Nói chung là nó phù hợp theo cái thời gian ban đêm hay là ban ngày. Đó, đây đây là chỉnh giờ. Rồi ngoài ra thì có cả chỉnh phút này. Đó, chỉnh phút thì các bác lại ấn nút set này, ấn nút set sang đây thì các bác chỉnh phút này. Đấy, đây 0405 này. Đấy, rất là hay nhá. Đó, nói chung là rất là dễ sử dụng luôn con này. Về các bác mày mò tí nữa là nó sẽ ra mà. Đó, rất tiện dụng các bác để trên cái phần bàn làm việc rồi là các thứ nhà mình, các bác để co rất là đẹp luôn nhá. Đấy, rất xịn sò, rất hay. Đó, đây. Đó, nói chung là rất là nhiều chức năng, về thì các bác cứ thoải mái các bác sử dụng nhá. Đó, rất đẹp, dạng như ABS cao cấp nhá, rất chắc chắn dễ dẫn luôn. Đó, hàng của Nhật luôn các nhá. Đây, nó dập Panta này, có tem thuốc đầy đủ hết luôn nhá. Đó, rất hay. Đó, đây các chế độ luôn nhá, chỉnh giờ, chỉnh phút các kiểu luôn nhá. Đấy, rồi đấy là mua về cái dòng đồng hồ bàn với nhau nhá. Đấy, về cái dòng đồng hồ bàn với nhá, đồng hồ LED, các bác lên mã cho sản phẩm đồng hồ LED đi. Đó, thì đây nó sẽ hiển thị như này con này. Đấy, 12:31 này, nó đúng như này luôn. Đấy, đây em quay ở ban ngày nên nhìn hơi khó nhìn nhá. Đó, thì các bác lên mã cho là cái sản phẩm là đồng hồ LED, đồng hồ LED này. Bên em đang bán cái sản phẩm đồng hồ LED này với giá 170k một sản phẩm nhá. Đấy, 170k cho sản phẩm này. Và anh em sẽ bao ship tận nhà nhá. Đó, đồng hồ LED 170k bao ship. Sản phẩm tiếp theo thì em lên được bác là cái dòng dao gọt hoa quả này. Đấy, mới về cái lô dao gọt hoa quả của Gunbo nhá. Đó, nó là trong cái con dao bộ lẻ bữa qua em quay đấy. Đó đây, một con dao gọt hoa quả này. Bác nào có nhu cầu về cái con dao này cũng rất là hay. Đấy, về chuyên bác để gọt hoa quả này. Gunbo Yoshikin Japan này. Nó cực kỳ chất lượng luôn nhá. Đấy, con này nó nhỏ nhỏ xinh xinh. Chuyên bác gọt hoa quả. Rồi nhiều nhà hay ăn cái món bò bít tết ấy. Đấy, các bác dùng con dao này làm dao ăn. Đấy, dao thái bò cũng rất ok. Rất sắc luôn nhá. Con này nói chung các bác dùng thì chấm hết luôn. Con nhìn này. Nó phải gọi là như nước luôn luôn nhá. Ngọt như nước luôn. Cực kỳ sắc bén, nhìn nó vỏ nhỏ thôi nhưng mà rất là sắc bén nhá. Đây, con nhìn này. Rất sắc luôn nhá, cực kỳ sắc bén luôn đây. Đấy, rất sắc luôn nhá. Đây. Ngọt dã man luôn nhá. Đây, đấy, ngọt kinh khủng khiếp luôn. Đó, ngọt kinh khủng khiếp luôn này. Đây. Đấy, rất ngọt luôn. Đó thì có các lên mã cho nó cái con dao gọt hoa quả nhá. Đấy, con dao gọt hoa quả này. Con này thì giá cực tốt luôn. Đó, giá cực tốt luôn. Con này bên em đang bán giá là đi 90k một con nhá. Đấy, 90k cho cái con dao gọt hoa quả nha. Đấy, 90.000 con thôi các bác nhá. Thời gian nó hạn thì em sẽ kết thúc video đây. Cảm ơn rất nhiều đã luôn quan tâm ủng hộ em. Các bác nào có nhu cầu hàng hóa nhé, cứ vui lòng liên hệ trực tiếp em. Số đi em để ở phần mô tả tiêu đề video. Các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như nút đăng ký kênh để đón xem sản phẩm rồi video mới nhất của em. Xin chào và gặp lại các bác trong những video sau.